Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ lập chương trình đầu tiên với phần mềm Scratch. Đó là một chương trình rất đơn giản. Chúng ta sẽ tạo ra một cây bút và vẽ ngôi nhà ở trên cái sân khấu này. Cái ngôi nhà nó sẽ có hình dạng đơn giản thôi. Nó là một hình chữ nhật như này, một hình vuông và có mái nhà như thế này. Và chúng ta sẽ thiết kế mã lệnh để cái nhân vật chúng ta di chuyển và vẽ ra ngôi nhà cho chúng ta như thế này. Mặc định thì nhân vật đang là con mèo. Tôi không muốn dùng nhân vật con mèo này thì tôi sẽ ấn nút xóa đi. Và tôi thêm nhân vật mới, và bấm vào dấu cộng, chọn một cái sprite mới. Tại đây thì nó có danh mục rất nhiều nhân vật, và tôi muốn tìm hình cái bút thì để nhanh các bạn sẽ bấm vào đây gõ chữ pen, và chúng ta sẽ tìm thấy pencil là cái nhân vật khá phù hợp, và bấm vào đây. Mặc định thì cái tâm của nhân vật này nó đang ở giữa đây, không phải cái đầu bút, và tôi muốn thay đổi cái tâm của nhân vật này thì làm thế nào? Các bạn sẽ vào phần custom để chúng ta chỉnh sửa lại cái tâm. Để điều chỉnh tâm của nhân vật, các bạn sẽ bấm vào nút select và chọn toàn bộ nhân vật này. Và các bạn sẽ kéo cái đầu bút này để làm sao nó vào cái biểu tượng tâm này ạ, và hình dấu cộng. Ok, như vậy là cái tâm của nhân vật đã được chuyển tới đầu bút. Và chúng ta quay trở lại cái không gian lập trình, code. Tại đây tôi sẽ muốn vẽ hình ngôi nhà. Bắt đầu từ điểm này, sau đó lên đây. Và đi xuống rồi đi sang thì làm nào. Thì ta sẽ xác định cái tọa độ của từng điểm một. Đầu tiên tôi muốn nó ở chỗ này, thì tôi giả sử tôi lấy tròn đi cho dễ. Ví dụ đây là -70 là trục x, và trục y đây là cho thành gì ạ, -80. Và lúc bắt đầu chạy thì cái đầu bút này sẽ phải ở -70, -80. Thì ta sẽ phải làm thế nào? Các bạn sẽ vào phần event và chọn cái sự kiện là khi bấm nút start thì sẽ làm gì. When start click, khi bấm nút start thì cái bút này sẽ di chuyển tới tọa độ là -70, -80. Thì các bạn sẽ vào phần motion và chọn vào go to xy, và các bạn kéo vào dưới phần when start click. Chúng ta sẽ nhập cái đây là -70 và -80. Ok, là lúc này dù nó ở đâu nó cũng sẽ quay trở về vị trí -70 và -80. Các bạn thử nhá, bấm start, quay về đúng tọa độ này chưa, kể cả đang ở đâu, để chúng ta đảm bảo rằng cái điểm bắt đầu nó sẽ chỗ này. Tiếp theo, để gọi phương thức vẽ thì trên này chưa có sẵn, các bạn sẽ bấm vào nút dấu cộng ở dưới này và add extension. Chúng ta sẽ có mục là pens, là có công cụ vẽ. Các bạn bấm đây, nó sẽ ra những khối lệnh để giúp chúng ta điều khiển cái bút. Để chọn màu vẽ thì các bạn sẽ chọn set pen color to, bạn kéo vào đây. Và bạn bấm đây để chọn màu. Ví dụ tôi muốn cái ngôi nhà này có màu xanh đậm như này. Ok. Để bắt đầu vẽ thì các bạn sẽ chọn pen down, còn để ngừng vẽ các bạn sẽ chọn pen up. Thì tôi muốn vẽ thì tôi sẽ kéo cái pen down vào đây. Ok. Và các bạn sẽ cho cái nhân vật này di chuyển đến đâu thì chúng ta sẽ vào phần motion và bạn vào phần go to xy, thì tôi sẽ cho nó di chuyển lên một đoạn là bao nhiêu đó, đúng không ạ? Đây, ví dụ đây là -70, -40 chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhập vào đây là -70 và tọa độ y là gì ạ, 40. Ok, và chúng ta có thể thử luôn, bạn thấy không ạ, nó đã tạo ra một cái đoạn thẳng. Và tiếp tục tôi sẽ vẽ đoạn nằm ngang, thì tôi sẽ lại thêm cái phần là go to xy, và muốn nằm ngang tôi muốn nó sang đây, và tôi sẽ xác định tọa độ mới. Y thì giống nhau rồi, thì là 40, x này tôi sẽ chuyển thành 100 đi. Như vậy là chúng ta vẽ được hai cạnh, cạnh đứng và cạnh nằm ngang. Tư vậy ta sẽ cho cạnh đứng ở bên phải, cách độ go to xy, thì cái này là sẽ cùng tọa độ x nhưng mà y thì sẽ thay đổi, thì tôi để nguyên x là 100, y này sẽ là -80. Ok. Và tiếp theo là cái cạnh nằm ngang ở dưới, thì tôi lại cho vào go to xy. Và cái này thì là y thì giống nhau nhưng mà x sẽ là -70. Ok. Xong. Và chúng ta vẽ được hình chữ nhật. Đây là chúng ta đang vẽ nháp và vẫn còn tồn lại những cái nét vẽ từ trước. Vậy thì trước khi chúng ta vẽ mới, chúng ta cần phải xóa những cái nét cũ đi. Thì xóa cái nào? Các bạn vào phần pens và ta sẽ chọn câu lệnh là erase all và cho vào trước khi vẽ, và chúng ta sẽ chạy lại. Ok, chúng ta đã xong được cái hình chữ nhật. Và khi hoàn thành lệnh vẽ thì chúng ta cần nhấc cái bút lên bằng cách là dùng lệnh pen up, bạn kéo pen up vào đây. Sau cái lệnh pen up thì cái bút này có di chuyển cũng sẽ không để lại vết vẽ trên sân khấu. Và tiếp tục tôi sẽ vẽ phần mái nhà. Thì để vẽ phần mái nhà tôi sẽ phải di chuyển cái bút này lên cái điểm này trước. Các bạn sẽ dùng lại lệnh go to, thì ta lại chọn vào motion, chọn vào go to và kéo vào đây. Cái câu tu này các bạn sẽ sửa thành tọa độ là gì ạ? -70 và cái này là 40. Chúng ta sẽ chạy thử.
Lúc này bút đã đến đây rồi. Và từ đây chúng ta bắt đầu lại đặt bút xuống bằng cách là chọn vào pen down. Bạn chọn vào pen và chọn gì ạ? Pen down để bắt đầu vẽ. Và chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển cái bút này lên đỉnh bằng cách là thêm vào go to xi. Ở đây tôi tính toán ra x sẽ là 15. Và y này tôi sẽ cho thành là 75. Ok. Và sau đó thì tôi lại vẽ xuống cái điểm này. Thì tôi lại chọn vào go to xi. Và cái điểm này sẽ là gì ạ? X sẽ là 100. Và y này sẽ là gì ạ? 40. Và sau khi vẽ xong thì ta lại nhấc bút lên. Các bạn chọn vào Pen và chọn vào Pen Up. Ok, ta sẽ chạy thử luôn. Và chúng ta sẽ được hình ngôi nhà có mái với đầy đủ các nét vẽ. Và bây giờ chúng ta sẽ có một chút chỉnh sửa. Đó là tôi sẽ muốn cái nét vẽ này dày hơn thì làm thế nào. Ví dụ ở dưới này sẽ dày là 3, còn trên mái này sẽ dày là 5. Thì ta sẽ chỉnh như sau. Ở đây sẽ có một cái gọi là Change Pen Size Tool. Tức là điều chỉnh kích cỡ của nét vẽ. Đầu tiên tôi muốn nét vẽ của cái phần tường nhà này. Và các bạn sẽ cho lên phần trước cái Pen Down. Và các bạn sửa nó thành gì ạ? 3. Còn phần mái nhà tôi muốn là dày 5 thì các bạn lại chọn Set Pen Size to 5 ở trước cái pen down của mái nhà và chuyển nó thành 5. Và chúng ta sẽ chạy thử luôn các bạn này này. Chạy. Còn thấy không ạ? Cái này đã dày là gì ạ? 3, còn trên này dày là gì ạ? 5. Và bây giờ tôi muốn mái nhà màu đỏ thì tôi lại set pen color to cho trước cái pen down của mái nhà và chuyển nó thành màu đỏ chẳng hạn. Đỏ đậm. Ok. Và cái mái nhà đã được biến thành màu đỏ. Tiếp tục để mở rộng cái chương trình này, tôi muốn làm sao nhìn thấy cái bút nó di chuyển. Chứ thế này thì nó di chuyển nhanh quá, chúng ta không thấy là nó di chuyển từng bước một. Thì làm thế nào? Thế thì tôi sẽ vào cái phần control và tôi sẽ viết thêm một hàm đợi để cho nó đứng lại, rồi chúng ta nhìn thấy xong nó lại vẽ tiếp. Thì các bạn sẽ có hàm đợi là wait bao nhiêu giây. Thì cứ mỗi một cái tọa độ ta lại cho đợi một chút, thì các bạn sẽ kéo lại vào đây. Ví dụ như đi đến cái 70, ví dụ đi đến cái âm 70, 40 thì nó dừng lại khoảng độ 0,5 giây. Thì bạn nhập đây 0,5. Được. Tương tự vậy, ở dưới này ta lại cho dừng lại 0,5 nữa. 0,5. Để nhanh thì bạn có thể sửa nó 0,5 ở đây. Và chỉ phải kéo ở đây. Lại cái 0,5. Và 0,5 đây. Tiếp tục, ở dưới này ta cũng lại cho đợi 0,5 giây ở từng cái bước đi một. Thế cuối cùng thì nó dừng rồi nên chúng ta không cần. Các bạn có thể zoom nhỏ lại mã lệnh này. Ok, xong, ta chạy thử. Và bạn thấy không? Cứ mỗi một bước nó sẽ dừng lại 0,5 giây để chúng ta nhìn. Và chúng ta thấy cái hành trình của cái bút. Ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong dự án vẽ hình ngôi nhà bằng các đoạn mã lệnh điều khiển hành trình của nhân vật chiếc bút vẽ trên cái nền sân khấu này. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các bài học sau.